một tuần 3 lần. Cứ canh một ngày thì phải đi chạy một lần. Chị chạy thận từ năm 2015, tháng 5. Tôi chạy được 10 năm hơn rồi. Thì theo quả lộc lần thì 500. Ôi trời ơi, hoàn cảnh toàn là đường sâu đường xa. Đâu có cái gì ăn đâu. Nhiều lắm, ta nổi ra tan vai tiền ra để thanh toán rồi. Ôi dồi ôi, bắt đầu mới ra ấy, cái bảo thế này thì chắc là bỏ về thôi. Không có tiền ăn là cái thứ nhất, cái thứ hai là tiền nhà. Tháng thì triệu mấy, 2 triệu cả tiền điện, tiền nước thì gặp được cái nhà của cháu nước, cái nước cho cái chỗ này nó sửa mất mấy trăm triệu ấy. Ngôi nhà lưu trú không đồng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Nhiều năm nay đã trở thành địa chỉ quen thuộc của bệnh nhân huyện xa lên thành phố chữa bệnh. Khu lưu trú quen thuộc còn được gọi với cái tên là xóm chạy thận đồi con ốc. Chủ nhân của ngôi nhà lưu trú không đồng là vợ chồng anh Ngô Minh Đức. Tháng 11 năm 2019, anh quyết định tu sửa ngôi nhà này để làm chỗ ăn ở cho bệnh nhân xa đến chạy thận. Chị ở đây là không mất tiền nhà, nhưng mà nếu yếu nhà lắm. Tôi tự trả tiền điện, tiền nước thôi. Đố độ một khoản, đố độ khá nhiều. Xóm trọ 2 tầng có 6 phòng, 1 nhà bếp, 2 phòng tắm, 2 phòng vệ sinh, nằm cách Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh khoảng 200m. Thời gian rảnh, họ tìm thêm những công việc để làm như đan lát, khâu vá, thêu thùa, trồng rau. Ôi nhà trời, trời đất về cho trồng rau đi nè. Trồng những cái rau gừng, gừng, nhất cái gì cũng trồng được mà. Trồng mấy cái cây rau không các thứ không đặt bạn đâu. Không làm được nặng, làm việc nhẹ thôi. Mà làm nặng thì cái cầu tay hỏng. Ở đây 8 người đang chạy thận. Cái bệnh nhân chạy thận này ở đây từ năm 2019 thì mọi người hoan hỉ. Ai có khoai có sắn thì cầm ở quê ra thì cùng nhau ăn. Chứ còn cũng nói chung là không có gì để mà chia sẻ, có gì người ta gọi nhau chia nhau ăn mà. Mua 2 cái bánh gì thì đem về tí chưa ăn nhưng mà tí đói cũng ăn. Cái anh nhà chủ này nó hoan hỉ lắm, hai vợ chồng có tình cảm lắm, nó cũng hai bên đây bến kẹo này với lại rau này, anh chị thỉnh thoảng cũng cầm lên cho chúng tôi ăn. Hàng giờ phải đối mặt với những đau đớn, bệnh tật, song tình cảm chân quý, mái ấm, sự đùm bọc mà họ dành cho nhau, sự giúp đỡ của những người xa lạ đã giúp họ tìm được một mái ấm khác ngoài gia đình, giúp họ có thêm động lực để vượt lên bệnh tật, chiến thắng chính mình.